Sếp Châu, hồ sơ của sếp còn chưa tới. Cảnh trưởng ở trên lầu chờ sếp đó. Ơi, không có gì. Tôi biết là chú tưởng tôi làm phách lắm, nhưng mà chú nghĩ coi, một lát nữa tôi sẽ vào trong phòng kia ngồi nhúng đùi chỉ huy người ta. Nếu không làm phách một chút thì có tội với bản thân của mình đó. Tao thất tình đây. Rốt cuộc tới viện tôi đều thăng chức rồi. Tao thất tình đây. Thất tình rồi. Thất tình hả? Đâu thế nào chứ. Chú chưa từng cặp bồ mà. Chưa từng. Vậy phải. Tụi tao là bác hữu. Ờ à. Cũng đã được hơn 3 năm rồi. Gần đây đụng nhiên của tao không đếm xỉa tao. Sao vậy? Bởi vì tao gửi một tấm hình cho cổ. Vậy là lỗi chú rồi. Tướng mạo của chú vậy sao gửi hình cho người ta coi được chứ. Đúng rồi. Cho nên tao gửi tấm hình mày cho cổ. Hình tôi? Phải rồi. Cổ nhận được tấm hình của mày, từ đó không đếm xỉa tới tao nữa. Không mắc mớ tới mày đâu. Xấu xí cũng đâu phải là tội lỗi. Thử hỏi coi tên là cái gì. Trực giáo sinh tử tương hứa. Mình ngơ ngẩn vẫn ngơ ngẩn. Biết làm sao. Biết làm sao. Má của mày ơi.